Kể từ không giờ ngày 11 tháng 9, một số hoạt động sau vẫn tiếp tục tạm dừng trên toàn địa bàn thành phố. Một, các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo tiến cưỡng thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện, tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sông vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết, không tổ chức ăn uống tập thể, đám hiếu, đám hỷ, tiệc, liên hoan, tân gia, tập trung quá 30 người, khuyến khích kỳ chân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người. 2. Hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại các khu điểm vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp phim, các điểm vui chơi giải trí có thưởng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử. 3. Hoạt động thể dục thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida, hoạt động bơi lội tại các bể bơi trong nhà, ngoài trời, hoạt động thể thao võ thuật tiêu xúc trực tiếp. Có hoạt động khác ngoài các hoạt động tạm dừng nêu trên, được hoạt động trở lại nếu có cam kết và thực hiện nghiêm túc các nội dung biện pháp phòng chống dịch theo quy định